Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với shop Dụng Ba Chuyên Kẹo Chì. Hôm nay em quay trở lại giới thiệu đến anh em cái mẫu kẹo chì siêu phẩm GSB Copy, hàng GSB Quang Thắng anh em nhé. Trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì xin phép anh em nào đang theo dõi được cái video của shop nhà em thì rất mong anh em có thể cho em xin một lượt like lên video và một lượt đăng ký kênh để em lấy tương tác. Đấy, vì đây là một cái kênh mới, kênh này là kênh mới của shop nhà em, do thời gian vừa qua thì mất kênh liên tục cho nên là em làm kênh mới liên tục nên là rất mong được sự ủng hộ và giúp đỡ của anh em. Anh em nào dùng qua hàng của shop nhà em rồi có điểm nào chưa hài lòng anh em có thể để lại bình luận góp ý để em cải thiện lại phục vụ anh em tốt hơn. Còn anh em nào cảm thấy ok rồi thì anh em có thể cho em xin một lượt bình luận ok để em lấy tương tác anh em nhé. Còn về cách thức giao dịch thì shop nhà em vẫn ship hàng COD anh em nhé. Ship hàng COD, nhận hàng thanh toán tiền. Còn anh em lưu ý hàng nhạy cảm cho nên là không đồng kiểm. Đấy, anh em tin tưởng quý mến thì anh em gọi điện đặt mua hàng, còn anh em cảm thấy không tin tưởng thì mình có thể qua shop khác. Đấy, shop nhà em là shop Dụng Bá anh em nhé. Hai số điện thoại kia là hai số điện thoại chính của shop nhà em. Thế nhưng mà do hai cái số điện thoại kia thì em hay ở trong kho nên là nó hay bị mất sóng, nên là anh em có thể liên hệ cho em qua số điện thoại 0973708368. Số điện thoại này qua số điện thoại hoặc Zalo để nhân viên nhà em tư vấn cho anh em và để nhân viên nhà em lên đơn cho anh em. Để anh em mua hàng thì anh em có thể liên hệ nhé. Còn anh em cần tư vấn thì anh em có thể kết bạn Zalo để nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho anh em nhé. Như ở đầu video em đã nói, hôm nay em giới thiệu đến anh em cái mẫu kẹo chì hàng GSB, hàng Quang Thắng anh em nhé. Cái mẫu kẹo này nếu mà để loại kẹo Quang Thắng thì có ít anh em biết lắm. Thế nhưng mà nếu loại kẹo hộp vàng thì rất nhiều anh em biết. Vì cái mẫu kẹo này bình thường những shop khác họ bán họ sẽ không giới thiệu kỹ, không giới thiệu sâu. Vì có thậm chí có những shop người ta bán cũng không rõ cái nguồn gốc của cái kẹo này là kẹo gì, ở đâu. Đấy, thế nhưng mà do shop nhà em làm lâu lắm, đấy, cũng có một chút thương hiệu rồi. Đấy, nên là hàng em nhập ở đâu, hàng của ai thì em giới thiệu chuẩn hàng của người đấy anh em nhá. Đấy, hàng này thông thường như bọn em trong nghề thì bọn em gọi là hàng thắng lợi, GSB thắng lợi. Còn anh em nào chơi lâu lắm thì anh em gọi cái kẹo này nó là kẹo GSB Quang Thắng. Còn những anh em mà mới chơi thì anh em hay gọi nó là kẹo hộp vàng. Đấy, cái kẹo này thì thời gian gần đây nó đang bán rất chạy và nó đang rất hot. Cho nên là có một số trường hợp là lấy cái vỏ hộp vàng này và cho kẹo khác vào bán làm nhái theo cái thương hiệu kẹo hộp vàng này. Nên là khi anh em mua hàng anh em cần phải xem xét kỹ cái shop. Đấy, anh em mua hàng anh em nên lựa chọn những cái shop lớn, những cái shop uy tín để hàng nó được đảm bảo chất lượng anh em nhé. Còn về chất lượng sản phẩm thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em đây. Đấy, đây là chi tiết của sản phẩm anh em nhé. Hàng này thì nếu như cành của anh em, cành ngon, em bao chuẩn cho anh em khoảng 110 thậm chí là 120 mét. Đấy, hàng GSB Quang Thắng anh em nhé, váy chung 2 tầng. Kẹo GSB thì nó thuộc vào dòng kẹo ngắn mập anh em nhé. Nó là dòng kẹo ngắn mập cho nên là khi anh em sử dụng nó không hề kén cành. Đấy, nên là anh em yên tâm, cành nào anh em cũng có thể chơi được. Kể cả là những cái cành mà loại 4, loại 5, cành anh em mua rẻ tiền vài 300 nghìn anh em vẫn có thể chơi được. Đấy, chơi được, không hề kén cành, anh em yên tâm nhé. Còn về cái độ chuẩn thì cành tốt, cành cao cấp thì cái độ chuẩn của nó sẽ cao hơn là anh em dùng từ những cái loại cành kém, cành rẻ. Đấy, chứ nó không hề kén cành. Hàng này thì hiện tại em đang có đủ cỡ từ 4.5 cho tới 6.40. Đấy, giá là 450.000 một cân bao ship anh em nhé, kẹo Quang Thắng. Đây anh em có thể thấy là chi tiết của viên kẹo này thì anh em có thể nhìn thấy là nó rất sắc nét. Đấy, hàng loại 1 anh em nhé, hàng loại 1 nếu mà so giá ở cùng cái mức giá 450 thì cái kẹo Quang Thắng này đang hot nhất trên thị trường và đang bán chạy nhất ở trên thị trường anh em nhé. Đấy, nhiều anh em khi anh em mua củi về thì các shop người ta cũng tặng kèm anh em 1-2 hộp kẹo này. Đấy, chắc chắn là khi anh em mua củi thì sẽ được tặng kèm thêm 1-2 hộp vì có rất nhiều anh em bán củi đang lấy cái kẹo này để tặng kèm cho anh em. Đấy, thì anh em chơi thì anh em cũng đã biết rồi. Đấy, và một cái anh em cần lưu ý là bất cứ cành làm, bất cứ kẹo làm anh em chơi muốn nó phát huy được cái độ chuẩn tốt nhất thì anh em phải chỉnh mức áp cho nó hợp lý. Đấy, anh em để áp cao quá nó cũng sẽ không chuẩn và anh em để áp thấp quá nó cũng sẽ không chuẩn, nên là anh em phải chỉnh áp làm sao cho nó hợp lý thì nó mới phát huy được cái độ chuẩn tốt nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà không biết cách chỉnh áp, không biết để mức áp bao nhiêu cho nó hợp lý thì anh em có thể liên hệ cho em qua Zalo, em sẽ tư vấn cho anh em chỉnh áp làm sao để cho nó phù hợp để anh em chơi luôn phát huy được cái độ chuẩn tốt nhất. Đấy, hàng này thì hiện tại em đang bán là 450.000 một cân bao ship, một cân là sẽ được 3 hộp như này anh em nhé. Đấy, 3 hộp như này thì nó là một cân. Đấy, 450.000 một cân bao ship
Đấy, anh em cần cái mẫu kẹo nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua Zalo hoặc số điện thoại. Nhà em có rất nhiều mẫu mã nhưng mà mỗi một video em chỉ làm riêng một loại thôi. Đấy, nên là anh em có thể là liên hệ cho em tư vấn. Rồi, chào toàn thể anh em và hẹn anh em ở những video tiếp theo.